Xin chào mọi người đang xem kênh của Trâm. Trong tập trước, Lâm Động thành công lấy được món thần vật đứng thứ 10 trong bảng viễn cổ thần vật. Nhưng ba tên yêu soái còn lại của thú chiến vực nổi lòng tham, muốn cướp nó từ tay Lâm Động. Tuy nhiên, chưa kịp làm ăn gì thì đúng lúc này, người huynh đệ thất lạc lâu nay của Lâm Động là Tiểu Điêu đã kịp thời xuất hiện để ngăn cản. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Rác, cánh tay Lâm Động thấm đẫm máu tươi, tiếng xương gãy vang lên, thân thể hắn cũng bị kình lực mạnh mẽ đánh bay, vút. Nhưng ngay lúc đó thì bàn tay kia của hắn bỗng thò ra khỏi áo, hắc lôi quang trên đầu ngón tay bỗng bắn ra. Vào khoảnh khắc ấy, đồng tử Thiên Long yêu soái co lại, hắn bỗng nhiên cảm thấy một sự nguy hiểm đang đến gần. Dù gì hắn cũng không phải cường giả bình thường, ngay lúc này hắn vẫn nắm bắt được sơ hở trong chốc lát, thân thể to lớn của hắn bỗng thu nhỏ lại. Chùm lôi quang vốn dĩ bắn về phía tim hắn lại bị lệch, sượt qua vai, phụt, lớp vải đỏ không thể ngăn cản được gì. Hắc lôi quang xuyên qua vai Thiên Long yêu soái, máu nóng bắn ra. Thân thể Thiên Long yêu soái cũng bị kình lực đánh bay, cuối cùng đâm sầm vào một vách núi khiến nó nổ tung thành tro bụi. Phụt, Lâm Động cũng đáp xuống đất, cả cánh tay nhuốm đầy máu, nhìn rất thê thảm nhưng lúc này bất cứ ai cũng không dám cười chế giễu. Vô số người sững sờ nhìn Thiên Long yêu soái, ở phía xa đang ôm vai, máu tươi đầy người mà da đầu tê dại. Chẳng ai ngờ Lâm Động không chỉ không bị Thiên Long yêu soái giết chết mà ngược lại còn liều mạng, đả thương được Thiên Long yêu soái. Đáng tiếc, Lâm Động nhìn Thiên Long yêu soái trên gương mặt vẫn còn sự sợ hãi. Thầm lắc đầu, cơ hội vừa rồi vốn dĩ có thể đả thương hắn, nhưng không ngờ hắn lại nhanh đến vậy, không hổ là cường giả chuyển luân cảnh, mà rõ ràng, với tính cảnh giác của Tần Lưu Ly thì cơ hội này có đến lần thứ hai không? Bùm! Khi Lâm Động đang thầm cảm thán thì từ phía xa bỗng nhiên có âm thanh trầm đục, rồi một thân ảnh rơi xuống, chân hắn bước liền trên mặt đất mấy chục bước mới giữ thân thể ổn định. Đại ca, Tiểu Viêm quệt máu nơi khóe môi, nhìn cánh tay đầy máu của Lâm Động một cách lo lắng, nhưng tình hình lúc này của hắn cũng khá tồi tệ. Thân thể phủ đầy vết thương, rõ ràng hắn cũng đã trải qua trận huyết chiến ác liệt. Không sao, Lâm Động xua tay, sắc mặt tuy hơi nhợt nhạt, nhưng Thiên Long yêu soái vừa rồi đã bị Huyền Thiên Điện chặn lại hoàn toàn. Tên tiểu tử đó rất mạnh, hiện giờ đệ không thắng được hắn nữa rồi, Tiểu Viêm có phần ngượng nói. Vừa rồi hắn cũng dốc toàn lực chiến đấu với Kim Viên, nhưng Kim Viên không tầm thường, khoảng cách giữa chuyển luân cảnh và tử huyền cảnh quả thực rất lớn. Có thể một cường giả chuyển luân cảnh dùng toàn bộ thực lực thì đã là rất mạnh rồi, Lâm Động cười. So với năm xưa thì bọn hắn đã tiến bộ rất nhiều. Giờ phải làm thế nào? Tiểu Viêm hỏi. Lâm Động liếc nhìn Thôn Vệ Thiên Thi vẫn đang đánh với Quỷ Điêu. Tuy có thể giữ chân nhưng Thôn Vệ Thiên Thi không thể đánh bại Quỷ Điêu được. Có chút rắc rối, có khi phải chạy thôi. Lâm Động nhíu mày, chung quy thì hắn cũng đã coi thường ba cường giả truyền luân cảnh. Nếu hôm nay chỉ có một mình Thiên Long yêu soái thì hắn sẽ khiến hắn ta mất cả trí lẫn trải. Nhưng đáng tiếc lại có đến ba cường giả truyền luân cảnh. Điều này vượt ngoài dự liệu của hắn. Chúng sẽ không ngăn được ta đưa đệ đi. Nhưng có lẽ tạm thời phải từ bỏ Lôi Uyên Sơn, Lâm Động khẽ nói, có phần nuối tiếc, vốn dĩ Lôi Uyên Sơn là địa bàn không tồi, làm tốt có lẽ sau này sẽ trợ giúp lớn để hắn đánh về Đông Huyền Vực, nhưng hiện tại thì dường như không giữ được rồi, chỉ cần đại ca không sao, Lôi Uyên Sơn từ bỏ cũng được, Tiểu Viêm thì không bận tâm, với hắn, Lôi Uyên Sơn chỉ là công cụ, Lâm Động thích làm gì thì làm, hắn chẳng có ý kiến. Viêm tướng, không tồi, bao năm nay ngươi là kẻ đầu tiên buộc ta đến nước này. Chẳng trách mà ngươi giải quyết được Từ Trung, ngươi mạnh hơn hắn rất nhiều. Kim Viên vác thanh thiết côn, kim giáp trên người hắn đã xuất hiện một vết chùy khá sâu. Rõ ràng công thế của Tiểu Viêm cũng đã gây rắc rối không nhỏ cho hắn. Vì thế ánh mắt Kim Viên nhìn Tiểu Viêm cũng có phần ngưng trọng. Hắn biết, nếu thực lực Tiểu Viêm mạnh hơn một chút, dù chỉ là sắp lên chuyển luân cảnh, thì e là trận đấu hôm nay khó phân thắng bại. Tiểu Viêm nắm chặt cửu đỉnh thiên chùy, ánh mắt hung hăng nhìn Kim Viên yêu soái, hơn nửa cơ thể chắn cho Lâm Động ở phía sau. Vút! Một thân ảnh thảm hại bay từ xa tới, gương mặt Thiên Long yêu soái lúc này có phần biến dạng, ánh mắt hung hăng lạnh thấu xương. Hắn không thể ngờ mình lại bị Lâm Động khiến cho thảm hại thế này, thậm chí suýt chút nữa đã bị trọng thương. Điều này với hắn hoàn toàn là một sự sỉ nhục, đặc biệt là trước mặt bao nhiêu người thế này. Kim Viên yêu soái nhìn thương thế của Thiên Long yêu soái, mí mắt không kìm được giật mấy cái. Thực lực hai bọn chúng có lẽ không phân cao thấp, hắn cũng không dễ gì khiến Thiên Long yêu soái bị thương thế đến mức kia. Nhưng không ngờ bây giờ hai kẻ này quả thực không đơn giản. Lâm Động lạnh lùng nhìn Thiên Long yêu soái, quang trận hình thành trong lòng bàn tay, có lẽ hôm nay không thể thắng được, nhưng nếu hắn muốn đi thì ba đại yêu soái cũng không thể ngăn được hắn. Lâm Động, hôm nay bản tọa mà không băm vằm ngươi ra thì còn mặt mũi nào làm chủ nhân Huyết Long Điện? Thiên Long yêu soái gầm lên, sinh tử khí ngưng tụ quanh người hắn biến thành con phi long sáu cánh, thanh thế rất kinh người, ai cũng nhận ra Thiên Long yêu soái đã nổi điên rồi. Lâm Động nhìn hắn, một tay đặt lên vai Tiểu Viêm sẵn sàng đưa hắn đi bất cứ lúc nào. Đi thôi. Thế nhưng ngay khi Lâm Động định lên tiếng thì đồng tử hắn co lại.
một giọng nói quen thuộc khiến tim hắn đập mạnh đột nhiên vang lên trên bầu trời sơn mạch. Làm tổn thương huynh đệ của Điêu gia ta, loại tạp chủng như ngươi cũng muốn tiếp tục làm điện chủ. Mẹ kiếp, ngươi tham lam quá rồi đấy. Giọng nói ấy vẫn quen thuộc như vậy, vẫn ngông nghênh như thế, vẫn bá đạo như xưa, nhưng lại khiến thân thể Lâm Động và Tiểu Viêm đều sững lại, rồi vội quay người. Chỉ thấy trên bầu trời phía xa bỗng có tử hắc khí lan tràn, bốn thân ảnh đứng trên không. Phía trước là một thân ảnh gầu gò, gương mặt tuấn mỹ đến yêu dị, nhưng gương mặt tuấn mỹ quen thuộc của người thanh niên ấy lúc này vì sát ý bùng phát mà trở nên biến dạng. Cả không gian tĩnh lặng, tất cả mọi người nhìn thấy vậy đều ngậm mồm lại, họ cảm nhận được sự nguy hiểm từ bốn người này. Không ai biết những vị khách không mời này có lai lịch ra sao. Người thanh niên tuấn mỹ kia dừng bước, hắn ngẩng lên nhìn Thiên Long yêu soái sắc mặt lúc kinh ngạc lúc nghi hoặc, đột nhiên cười tươi nhưng lại mang cái lạnh thấu xương. Tạp trùng, người nói lại câu vừa rồi xem. Tử hắc quang lan tỏa khắp trời đất, bốn thân ảnh đứng trên không trung, phía trước là người thanh niên gầy gò, cao ráo, gương mặt tuấn mỹ đang nở nụ cười tươi rói cho bọn người Thiên Long yêu soái nhìn. Tạp trùng, khóe miệng của tất cả mọi người đều không kìm được co giật. Họ thật sự không ngờ lại có người dám gọi Thiên Long yêu soái như vậy. Thiên Long yêu soái bản thân không chỉ là siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh, hơn nữa bản thể của hắn còn là phi long sáu cánh, trong cơ thể có huyết mạch của rồng. Tuy không sánh được với long tộc cấp cao, nhưng đó cũng là điều Thiên Long yêu soái lấy làm tự hào. Dù sao trong yêu thú giới ai dám nghi ngờ sức mạnh của long tộc, hơn nữa lôi kéo được chút quan hệ với long tộc về huyết mạch cũng khiến người khác phải dè chừng. Mà hiện tại, thân phận mà Thiên Long yêu soái lấy làm kiêu ngạo nhất lại biến thành loài tạp trùng trong miệng người thanh niên kia. Lúc này mọi người không cần nhìn Thiên Long yêu soái cũng biết hắn đang tức giận đến mức nào. Ngươi nói cái gì? Người thanh niên kia vừa dứt lời thì Thiên Long yêu soái sắc mặt lập tức kịch biến, sát ý đậm đặc trào dâng. Chắc hẳn nếu không phải cảm nhận được sự nguy hiểm từ bốn người kia thì hắn đã động thủ rồi. Bên cạnh Thiên Long yêu soái, sắc mặt Kim Liên ngưng trọng nhìn bốn thân ảnh kia, bàn tay siết chặt lấy thiết côn. Những vị khách không mời này rõ ràng không phải loại dễ đối phó. Người thanh niên đó cười tươi nhìn Thiên Long yêu soái, đôi mắt tử kim sắc tỏa ra thứ hung quang khiến người khác lạnh xương sống. Vừa rồi ngươi nói muốn băm vằm họ ra. Thanh niên đó chỉ vào hai người Lâm Động ở phía dưới, mỉm cười nói. Đồng tử của tất cả mọi người đều co lại, lúc này mới hiểu, thì ra bốn người này là viện binh của Lôi Uyên Sơn. Thì ra là viện binh, tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Kim Viên cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn Lâm Động, không thể ngờ Lâm Động lại quen biết cường giả cỡ này. Ngươi muốn bảo vệ chúng, chỉ sợ ngươi không có tư cách. Thiên Long yêu soái cười khẩy. Tư cách? Khóe miệng của thanh niên kia nhếch lên, hắn bước chân ra, từ hắc quang bùng lên, đôi cánh rơi khổng lồ dang rộng phía sau lưng. Ngay lúc ấy, một luồng áp lực nặng nề bao phủ lấy toàn bộ không gian. Thứ áp lực này, khi áp lực này lan tỏa, tất cả cường giả sắc mặt đều kịch biến. Rồi những tiếng kêu kinh hãi bắt đầu vang lên, người của Thiên Yêu Điêu tộc, vô số ánh mắt kính sợ nhìn về phía thanh niên tuấn mỹ. Họ không thể ngờ người đó lại là người của Thiên Yêu Điêu tộc, một trong tứ bá tộc. Đó là một trong những chủng tộc đáng sợ nhất của yêu thú giới đó. Cả dãy sơn mạch đều run lên vì thứ áp lực đáng sợ đó. Sắc mặt Thiên Long yêu soái cuối cùng cũng trở nên vô cùng khó coi. Đáng chết, Lâm Động rốt cuộc là người thế nào? Sao lại quen biết người của Thiên Yêu Điêu tộc? Thiên Long yêu soái không kìm được mà thầm gào thét. Cảm giác cục diện vượt ngoài tầm kiểm soát khiến hắn vô cùng bức bối. Là Thiên Yêu Điêu. Kim Viên yêu soái sắc mặt lúc này càng thêm căng thẳng, tay cầm thiết côn không kìm được mà run lên. Hiển nhiên hắn cũng biết rõ sự đáng sợ của Thiên Yêu Điêu tộc. Chủng tộc này đã nổi tiếng vì sự bá đạo. Trong cả yêu thú giới, ngay ba chủng tộc còn lại trong tứ bá tộc cũng phải đau đầu, vì những chủng tộc khác ít nhiều còn để tâm đến tình lý và phân biệt trên dưới, còn Thiên Yêu Điêu tộc thì không hề. Đánh người trẻ thì già sẽ ra mặt, đánh già thì kẻ già hơn sẽ ra. Đánh đi đánh lại đến cuối cùng ngươi sẽ nhận ra vô vàn cường giả Thiên Yêu Điêu tộc đang truy sát ngươi. Giờ Điêu gia ta đã đủ tư cách chưa? Thanh niên đó nhìn Thiên Long yêu soái sắc mặt đang ngày một khó coi, nói. Ánh mắt Thiên Long yêu soái tối lại, thân phận Thiên Yêu Điêu khiến hắn vô cùng dè chừng. Nhưng dù sao hắn cũng là cường giả, chuyển luân cảnh, vẫn có chút ngạo khí, trầm giọng nói, vị bằng hữu đây, Lâm Động đoạt mất thần vật bảo khố vốn dĩ thuộc về thú chiến vực bọn ta, người muốn bảo vệ hắn cũng được, chỉ cần giao đồ ra đây, ta tuyệt đối không làm khó dễ. Thiên Long yêu soái biết Thiên Yêu Điêu tộc khó đối phó, vì thế một mồm là kéo cả thú chiến vực vào để tạo áp lực, cướp đồ của ngươi. Thanh niên đó cười, rồi bỗng nhiên lạnh lùng, đó là coi trọng các ngươi rồi, mẹ kiếp, hôm nay Điêu gia ta còn định dễ dàng tha cho ngươi, nhưng ngươi lại còn muốn làm khó dễ, ngươi bị đánh ngu rồi hả? Tất cả đều sững người, mồ hôi túa ra trên trán, cuối cùng họ cũng được chứng kiến sự bá đạo của Thiên Yêu Điêu tộc rồi. Ngươi, Thiên Long yêu soái bạo nộ, hắn không ngờ mình đã nhượng bộ mà đối phương lại lấn tới. Ngươi nghĩ bà đại yêu soái thú chiến vực dễ ức hiếp sao? Thiên Long yêu soái quát lên, khí tức mạnh mẽ bùng phát toàn bộ, quỷ điêu cũng bay tới, cho mày nhìn về phía trước. Đúng là danh tiếng Thiên Yêu Điêu có sức uy hiếp,
nhưng sức hấp dẫn của thần vật bảo khố khiến hắn không thể từ bỏ được. Ba tia nhìn sắc lẹm của ba đại yêu soái, ba luồng khí tức chuyển luân cảnh khiến nguyên lực trong trời đất trở nên bạo động. Ồ, sao vậy? Định chơi với thiên yêu điêu tộc ta sao? Thanh niên kia thấy vậy, miệng nhếch lên cao hơn, chỉ là hàn ý trong mắt đã nhanh chóng ngưng tụ. Hà hà, từ lâu đã nghe danh ba đại yêu soái thú chiến vực, hôm nay muốn thử xem danh có đúng như thực không. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.